9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Cô bổ sung một chút, không được đọc tắt, nhớ bài học cho cô là 9 x 9 bằng 81. Em không được đọc tắt là 81 nhá. Rồi rồi, tiếp theo đến bảng chia. 9 chia 9 bằng 1, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia 9 bằng 3, 36 chia 9 bằng 4. Thoải mái đi. 45 chia 9 bằng 5, 54 chia 9 bằng 6, 63 chia 9 bằng 7, 72 chia 9 bằng 8, 81 chia 9 bằng 9, 90 chia 9 bằng 10. Ok.